Đi chào hai bạn nhỏ. Bọn con đi đâu về đây? Bọn con đi xem câu cá về. Ủa, câu cá ở đâu vậy? Câu cá có thích không? Nhà mình có cần câu ấy, thế có đi câu không? Thế đi vào đi cần câu đi. Ba ba để trong kia kìa. Wow, các em ơi, hôm nay ba ba sẽ cho hai bạn nhỏ của chúng ta đi câu cá nhé các em nhé. Vì hai bạn nhỏ cũng rất thích đi câu cá. Các bạn ấy đã thấy các bạn nhỏ câu ở ngoài sân đình đấy. Bây giờ ba ba sẽ cho các bạn ấy đi câu cá nhé. Cầm cả xô đi con ơi. Cầm cả xô đi mới được cá chứ. À, ngoài ra thì chúng ta cần phải mang mũ nón đi nhé. Không thì sẽ nắng và sẽ ốm đấy các em ạ. Rồi, lấy mũ đi. Đấy bạn, Sanesi của chúng ta sẽ lấy mũ nhá. Rồi, đội mũ vào. Ôi, con đội ngượng mũ à? Chị đội cho em. Rồi, đưa ba đội cho nào. Được rồi, vậy rồi. Và sẽ lấy cái thùng kia để đi câu cá nhá. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái thùng này đi câu nhá. Thùng này rất to để ba cầm cho. Rồi, cầm mồi đi, cầm mồi đi. Đấy, cầm mồi trong kia đi. Rồi đi thôi, bây giờ chúng ta đi ra ao đình chỗ với hai bạn đấy xem để chúng ta câu cá nhá. Đi thôi. Đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Bạn ra sân để suy cầm cái câu ngược lại đi, cầm phải vác lên vai. Nhanh nhanh. Rồi. Đi câu cá. Đi, được rồi, đi. Cầm ngược cá, bạn chỉ biết cầm hẳn câu rồi, đưa đây. Thôi, đi. Đi. Ôi các em ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta đang đi câu đấy. Không biết là hai bạn ấy sắp đến chỗ câu chưa nhỉ? Để ba ba hỏi xem nhé. Xin chào bạn Morosi. Bạn Morosi ơi, sắp đến chỗ câu chưa? Thế à, còn xa không? Thế à, đi nhanh thôi. Các em ơi, ở đằng trước xa xa kia là có một cái ao đấy. Chắc là các bạn ấy câu ở ao đấy đấy các em ạ. Ôi các bạn ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta đã tìm thấy chỗ câu rồi đấy và đến chỗ các bạn đang câu kia kìa. Wow, ở ngoài kia có một bạn đang câu đấy. Vậy là hai bạn nhỏ của chúng ta đang chạy ra chỗ bạn nhỏ trên kia để câu cùng đấy các em ạ. Nào, hai bạn nhỏ về cái đoài ba ba cho đi câu các em nhé. Bây giờ chúng ta đến gần đấy để câu nhé các em ơi. Sao đây, đi vào câu đi. Đi tìm chỗ câu đi. Rồi, các em ơi, đã tìm thấy chỗ câu rồi nhá. Wow, ở đây có bạn này bắn đi câu xem không biết có được nhiều. Câu ở đấy có cá cắn không đấy hả? Đây là chỗ khác mà câu, không có câu ở đây đâu. Ôi, gì mà ghê thế? Ở đây là câu rồi, chứ còn nhiều cá. Đi, thế thì bọn mình đi ra nuôi ra trước kia để câu đi. Câu đoạn trên đi, đi này. Rồi, chúng ta sẽ câu ở cạnh bạn nhỏ này nhá. Rồi, đây, chúng ta câu ở đây nhá. Đây, và các em ơi, đây là một cái sông nhá. Các bạn sẽ câu ở đây nhá. Và chúng ta cùng xem thử các bạn nhỏ đã câu được nhiều cá chưa nhá. Cá chưa này. Ôi, nhà này câu được nhiều cá chưa? Chưa. Toàn cá rô. Ngắm thế. Có cả cá chê nữa cơ. Ôi, nhiều cá thế. Đấy, bạn Sanesi thấy đây nào. Đang xem đấy, bạn Sanesi đang xem ở bên này. Ai cá. Ôi, cá to. Được nhiều cá chưa này. Bạn này câu giỏi thế. Xem nào. Chẳng nhìn thấy gì, nó chú hết trong rồi. Xem nhà này. Nhiều cá. Nhiều chưa. Nhiều cá quá. Thôi mình phải đi câu thôi, bạn đi câu hết cá nhà mình nhá. Câu thôi. Bây giờ bắt mồi thôi. Các em ơi. Bạn câu được cá. Cá to thế. Bạn này câu cá. Bắt đi. Ôi, thôi mình phải câu thôi. Rồi các em ơi, bạn Sanesi của chúng ta đã mắc mồi câu nhá. Thôi bây giờ thả câu đi. Nào để xem bạn Bonusi của chúng ta cũng đã mắc được mồi chưa nhá. Con thả đi, thả câu đi nào. Đúng rồi, thả xuống. Thả xuống đi.
bạn, à sân bờ nuôi của chúng ta cũng đã mắc mồi xong rồi. Và bây giờ hai chị em thả câu đi. Câu đi, câu đi. À, được rồi. Đây, câu dồn vào chỗ bạn nhỏ này này. Bạn này câu được nhiều cá lắm. Sát sát vào. Móc đi, móc mồi đi. Móc mồi lại đi. Cá nó rỉa hết mồi đấy. Ôi, bạn bờ nuôi si của chúng ta lại phải móc mồi rồi. Cá rỉa hết mồi rồi. Các em ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta đã câu sát vào chỗ bạn nhỏ đang câu rồi đấy. Với rất là nhiều cá nhá. Và chúng ta cùng xem nhá. Ôi kìa, bạn kia cắn cá kìa, có cá. Mất rồi. À kìa, to lên. Ôi, các em ơi, bạn nhỏ này câu rất là giỏi nhá. Được con cá to chưa? Mang đi. Ôi, nắm cá chưa? Nắm cá cắn quá. Wow, bắt vào, mang vào đây. Ôi, cá to thế. Ôi, kìa. Ôi các em ơi, bạn nhỏ này lại bắt được con cá rồi này. Bạn này câu giỏi quá. Đây. Wow. Đây. Cá to chưa? Đây rồi. Được rồi nhá. Wow, các em ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta đã câu được một con cá rồi này các em. Ôi, cho nhiều nước vào người nó chết. Ít nước quá. Lấy thêm nước nhá. Được rồi, ba đã cho thêm nước rồi đấy. Hai bạn nhỏ ta đã câu được một con cá rô rồi đấy các em ơi. Rồi, chúng ta câu tiếp thôi. Ơ, đây câu được một cá nữa rồi. Wow, mang đây. Bạn sao này gì của chúng ta câu giỏi quá. Đây là con cá thứ hai các em nhá. Lâu rồi, bạn bắt đi, con cá nó dậy mắt kìa. Nhanh, đưa cho chị. Kéo vào. À, được rồi. Để, bắt vào nhá. Đây là con cá thứ hai nhá các em ơi. À, giỏi quá. Được chưa? À, bạn đang gỡ cá đấy. Ồ. Được chưa? Đưa đây bà giúp nào. Cầm chặt nào. Được chưa? Ok em ơi, bạn ấy đã gỡ được cá xong rồi. Và chúng ta sẽ bỏ vào xô thôi. Khó cả quá. Kéo khéo nhảy ra. Cầm máu kìa. Ừ, vậy câu được một con rồi. Bây giờ con thứ hai rồi. Ủa, anh em cho vào. À, được rồi. Đó là hai con cá rồi nhá các em. Và rồi, câu tiếp thôi. Ok, cá cắn kìa, cá cắn này, giật đi. Wow, được một cá rồi, nhanh lên. Mau, nó nhảy mất kìa. Wow, kìa, đâu rồi, bỏ xuống. Qua đi. Ôi, con cá, để xuống kìa. Ôi, bạn đi câu được cá, thích quá. Nào, câu đâu. Ôi, được một cá rồi, bắn nhanh lên. Wow, các em ơi, bạn Borussia của chúng ta lại bắt được cá rồi. Bạn nhỏ này cũng đã câu được con cá nữa rồi. Bạn nhỏ này câu rất là giỏi đấy các em ạ. Wow, cùng xem bạn Borussia của chúng ta gỡ cá nhá. Wow, cá rô các bạn ơi. Wow, cá to đấy. Được chưa? Bạn ấy được rồi, cho vào thau thôi. Wow, các em ơi, bạn này đã câu được nhiều cá chưa? Chưa? Ôi, nhanh. Ôi, các em ơi, bạn bố xin chúng ta lại câu được con cá nữa rồi. Thả xuống, nhanh lên, để bắt rồi. Ôi, con cá gì đấy? Các em ơi, xem nhé. Con cá của bạn bố xin của chúng ta bắt được này. Câu được cá chê nhé các em ơi. Cá chê luôn. Ôi, con cá to quá. Bắt thôi, bạn bố xin. Có dám bắt con cá này không? Con cá này, các em ơi, con cá này nó thách đau lắm nhá. Chúng ta sẽ bắt thả vào trong ấy nhá, trong rổ nhá. Ôi chứ, khó đấy. Các em ơi, vậy là bạn bố si của chúng ta đã gỡ được con cá ra rồi. Nào, cho vào xô thôi. Các em ơi, nhìn chưa? Bạn bố si của chúng ta đã câu được rất là nhiều cá rồi đấy. Nhiều quá. Rồi chúng ta câu tiếp thôi. Nhiều cá quá. Rồi dưng mày, chúng ta mắc mồi nhá. Mắc mồi vào. Đúng rồi, mắc vào. Hôm nay, bạn bố si của chúng ta câu được rất nhiều cá đấy các em ạ. Các em ơi, cùng xem bạn bồ si của chúng ta mắc mồi nhá. Rồi. Bạn sa si cũng mắc mồi à? Mắc đi. Mắc hạt, một hạt nhỏ nhỏ thôi, cá nó bị cắn chứ. Mắc nhiều thế. Rồi, các em ơi, hai bạn nhỏ của Tân chúng ta đã mắc mồi xong và thả xuống câu rồi. Cá
cắn chưa, cắn chưa? Giật kia, ok, cắn cắn. Ô, không được có gì à? Câu được con nào chưa bạn Sunny C ơi? Được mấy con rồi? Ok, cắn cắn kia, ok, ui, dậy, ui, to thế, to thế. Ok, nhanh lên, giật mạnh lên. Ôi, mạnh thế. Ghê, giật lên kìa, kìa, giật lên, nhanh lên. Nặng quá bạn, Sunny C của chúng ta không giật nổi con cá này các em ạ. Giật lên đi, mạnh lên, cố lên, kéo lên. À, được rồi, kìa. Kìa, để ba giúp nha nào. Ôi, nặng quá, nặng quá. À, được rồi. Wow, các em ơi, bạn Sunny C của chúng ta đã câu được con cá rồi. Wow, ôi, to quá, ôi, dậy. Ôi, to chưa. Wow, đây nhá. Wow, cá rô các em nhá. To quá. Rồi, bắt vào trong thùng thôi. Và các em ơi, vậy là đã gỡ xong rồi nhá. Rồi, ba sẽ bỏ con cá này vào trong thùng nhá. Wow, cá cắn này. Đó, nhiều quá quá. Rồi, được nhiều cá chưa? Wow, không được khối cá rồi đấy nhá. Rồi, câu tiếp thôi. Nhanh lên, ủa, ôi hai bạn đều câu được hai con luôn kìa, kìa bạn, mà sao được gì, cho vào kìa, con cá rơi mất kìa, wow, các em ơi cùng xem bạn, con Lucy của chúng ta gỡ cá nhá, wow, sợ không, ấy, rồi, bỏ đây, bỏ cả cá vào đây cho chị gỡ cá cho, à, ôi bạn bảo Lucy của chúng ta gỡ cá chuyên nghiệp quá, đâu xem nào, ủa, nào gỡ cho em con cá kia đi, lấy cái nữa này, nhiều quá. Wow. Được chưa? Ôi ơi, con cá này mắc khó quá. Ôi, mắc sâu quá, không thể mắc được ra. Rồi, thế là bạn hồi đó xin của ta đã bắt được con cá rồi. Nào, cho vào thôi. Wow, cá to thế. Xem. Wow, nhiều cá quá. Rồi, thả xuống đi. Ồ, chúng ta đã được nhiều cá chưa? Rất là nhiều cá đấy. Câu đi, câu tiếp thôi. Chúng ta câu nhiều cá về để nấu canh chua nhá. À, rồi, nhặt cá vào đi. Bắt cá vào. Wow. Rồi. Wow, xem được nhiều chưa nào? Ôi, các em ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta bắt được nhiều cá chưa? Wow, rất là nhiều cá nhá, cả cá chê, chủ yếu là cá chê và cá rô đấy các em ạ. Thôi chúng ta đi về đi. Được nhiều cá rồi, đi về thôi, về thôi. Thôi các em ơi, hai bạn nhỏ của chúng ta câu được rất là nhiều cá rồi. Và bây giờ chúng ta đi về thôi nhá. Ba cá này về cho bà nấu canh chua nhá. Nào, nặng không? Wow, chắc là nặng lắm không xách nổi. Ờ, chắc là nặng lắm không xách ở ba xách hộ nhá. Thôi đi thôi, đi. Đi về thôi.